Thưa các bạn, một băng đảng tự xưng là Đệ Tam Cộng Hòa do Nguyễn Viết Dũng, tức Dũng Phi Hổ, giữ vai trò tổng thống có quan hệ như thế nào với tổ chức khủng bố Việt Tân? Nhóm mang tên Đệ Tam Cộng Hòa ở Việt Nam do Nguyễn Viết Dũng, tức Dũng Phi Hổ, làm tổng thống gồm 5 thành viên. Hiện tại chúng tôi chỉ biết có 5 thành viên. Người đứng vị trí thứ hai là Nguyễn Viết Dũng mới bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật hình sự. Tính liên quan của Nguyễn Quốc Dũng cũng như băng đảng Đệ Tam Cộng hòa với tổ chức khủng bố Việt Tân ở California là có cơ sở. Băng đảng Đệ Tam Cộng hòa ở Việt Nam không phải là một nhóm xã hội đen hoặc một băng nhóm tội phạm về cướp trộm hay các loại tội phạm khác, mà là băng đảng thực hiện tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Bức hình thứ nhất chụp hình Nguyễn Quốc Dũng được chụp ngang hàng với Tổng thống Thiệu Ngô Đình Diệm do đám quân lực Việt Nam Cộng hòa thuộc chế độ cũ còn tồn tại lưu vong ở hải ngoại, treo ở đường phố quận Cam, bang California, cho thấy rõ ràng có một cái gì đó mang tính thỏa thuận, chấp thuận và sắc phong chức danh Tổng thống cho Nguyễn Viết Dũng. Điều này cũng lý giải vì sao khi Đào Minh Quân tự sắc phong Thủ tướng lâm thời của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, thì ngay lập tức Nguyễn Viết Dũng đã chứng minh bằng hàng loạt các chứng cứ, các quyết định cho rằng Đào Minh Quân chỉ là kẻ giả danh, lừa gạt và chức vụ đó chỉ là tự phong. Như vậy, băng đảng Đệ Tam Cộng Hòa do Nguyễn Viết Dũng làm tổng thống do tổ chức khủng bố Việt Tân ở hải ngoại thành lập và sắc phong chức vụ lãnh đạo này cho Nguyễn Viết Dũng. Nếu điều này thật sự đúng như phân tích, thì đối tượng Nguyễn Viết Dũng thật sự nguy hiểm ở Việt Nam. Thời gian qua, một hoạt động của Nguyễn Viết Dũng đều là hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức khủng bố Việt Tân ở Việt Nam đối với các cá nhân nhóm hội ở trong nước. Việc Nguyễn Viết Dũng thường xuyên gặp gỡ các nhóm hội và các cá nhân, đặc biệt là các linh mục giáo phận Vinh, đã làm cho tình hình an ninh trật tự ở khu vực này ngày càng phức tạp. Chúng tôi rất mong muốn cơ quan nên điều tra công an tỉnh Nghệ An làm rõ vai trò của Nguyễn Viết Dũng, cũng như mong muốn độc giả cùng tất cả các khán thính giả cung cấp thông tin chứng cứ về Nguyễn Viết Dũng và các tổ chức khủng bố Việt Tân, cũng như thông tin về danh tính của 4 nhân vật còn lại trong bức ảnh trên.